Kênh Chị Hoa, chào mừng các bạn đã đến với Mèo TV. Hôm nay mình lại mua đồ trên mạng nữa đây. Anh mua đồ trên mạng đã chết lại rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ mua đồ ở một cái app hơi mới, thì không phải là Shopee cũng không phải là Tiki nữa. Tại vì mình cũng nên thử ở những chỗ khác đúng không? Mua quà ở hai chỗ thì người ta tưởng là mình làm PR riêng cho hai chỗ đó. Ước gì được vậy luôn á, không có đâu nha. Thì bây giờ mình đã thử mua đồ ở Sen Đỏ. Có một cái app gọi là Sen Đỏ. Mà tới lúc mà mình đau app này về mình mới biết nó là Sen Đỏ, chứ hồi xưa giờ mình đọc đó là Sendo. Mình tưởng nó là một app tiếng Anh. Hôm nay mình đã mua một thứ liên quan đến nội trợ gia đình tí. Các bạn thấy nó khá bự đúng không? Mà chỉ có giá 99.000 thôi nha. Wow. Đồ dùng nội trợ chỉ có 99.000 thôi. Mình thấy nó rẻ và nó tiện lợi vãi đái luôn, nên là mua thử biết đâu hàng xịn. Hãy tận dụng cơ hội chứ. Hình như lúc mà mình mua là nó cũng có giảm giá. Thân tiền. Đây là một cái máy hấp trứng mấy bồ. Tôi hay làm bánh tráng trộn lắm, nên là cần lắm những một cái máy hấp trứng. Ghét nhất là cái cảm giác mà các bạn ngồi phải ngồi đợi luộc trứng. Tại vì lần nào tôi luộc trứng á, canh đúng cái giờ mà gọi là 10 phút tới 11 phút á trên mạng á, thì lúc á thì tôi canh á, nó ra trứng trứng lòng quá đào, các bạn hiểu không? Trứng lòng đào thì ngon rồi mà nó ra trứng lòng quá đào, có nghĩa là nó chín ở ngoài rồi nhưng mà nó sống ở trong. Bỏ vô luộc tiếp thì nó lại ra là trứng quá chín, ăn chả ngon mẹ gì hết. Nên là tôi sẽ thử cái thứ này hiện tại xem là nó có hại điện không, hay là nó thật sự là như những gì quảng cáo nói. Nhìn giống đồ chơi quá. Đây, một cái miếng đế như thế này. Ok. Tất cả đều là nhựa hết mấy bồ. Này mà cho mấy cái này chắc là cái lõi đựng trứng nè. Mà sao phải thay miếng ra, hay là nó là tầng. Đây. Miếng này. Ồ, nó là mình là thiên tài. Nó hơi lỏng lẻo xíu nha mấy bạn. Thôi các bạn chỉ giỡn giỡn. Ok. Tài, tài tiếng Tàu không mấy bạn. Tôi sẽ nhìn hình đáng chữ. A few moments later. Và thì không biết cái gì là cái gì luôn. Nhìn hình là không thấy nó đâu hết trơn á, trời ơi trời. Chắc nó không liên quan đâu. Nó chỉ làm một cái à, chắc là canh nước để đổ vô này đúng không? Sao mà mọi thứ nó mông lung quá nhỉ? Mà tôi nghĩ là vậy á. À, để tôi thử lên lấy trứng. Ok, hên quá, còn 4 trái trứng trong tủ lạnh. Hòa hợp á. Tôi sắp bước qua một kỷ nguyên gọi là không cần phải ngồi canh nồi nước nữa rồi. Ok, cái ly nước này thì chắc là kiểu để hứng nước đổ vào đây để hấp lên thôi. Mình hứng cỡ tới cái nước gần kế trên cùng mình đổ hết một lượng nước đó thì nó cỡ hơi giữa giữa. Mình sẽ hấp 4 cái trứng ở đây. Bây giờ sắp trứng lên nha, sắp cái đầu tròn hay cái đầu nhọn? Cái đầu nhọn chứ đúng không? Để ta cái xong. Mình sẽ để một cái ở trên cùng để coi hai cái tầng này nè, nó có hấp khác cái nhiệt độ nhau. Cắm điện rồi, bây giờ ấn cái nút. Đèn nó đỏ lên rồi nè, để xem sao. Much later. Ok, cái nút này nó vẫn còn bực nè. Khi nào mới xong ta? Hồi nãy mình thấy nó tự tắt cái đèn đỏ này rồi, nên là mình tưởng là xong rồi. Cuối cùng mình ra mình ngồi xuống tiếp tục quay thì nó lại đỏ lên và vẫn chưa xong mọi người. Nó cứ đóng rồi tắt nữa. Mình cảm thấy là nó hết nước rồi mọi người. Phải đi chăm nó hơn nha. Ui sao mùi nó thiếu vậy ta? Cho thêm nước vào. Mình thấy nước nó cạn nè. Mà sao? Sao tao cứ rùm vậy? Mùi như trứng thúi vậy. Không lẽ cái máy này có thể làm trứng thúi được ta? Really nigga. Ở đây nó toàn là ghi bằng tiếng Tàu, không mà mình không biết là phải để bao lâu nữa. Trước gì nó có một cái bạn hướng dẫn bằng tiếng Việt luôn á. Trời. Phải đợi tiếp thôi. Nãy giờ là mình thấy nó hấp hơn 20 phút rồi đó, nên là bây giờ mình mệt quá kệ luôn, mình không biết khi nào mà nó hấp xong hết. Bây giờ tắt thử xem sao. Kiểu không biết được là lúc nào nó xong á, không biết lúc nào nó cạn nước luôn, cứ bỏ đi xong rồi quay lại là thấy. Nãy giờ là mình nghĩ là hơn 20 phút rồi mà sao nó thúi quá ta? Chẳng lẽ nó có trứng thúi trong này. Rồi cái mùi đúng cái mùi trứng ung luôn á. Bây giờ là tới phút quyết định, cái phút mà đập trứng ra này. Thôi gì đâu mà thôi. Ui. Oh my god. Quá. Đây, rồi trứng đây. Ngoài cái việc là cái chồng đỏ nó sẽ không nằm ở giữa, nhưng một số người vẫn muốn luộc trứng mà để cho dòng lòng đỏ nằm ở giữa chứ trứng á, thì cái này nó không nằm được nha. Cái lòng đỏ nó sẽ nằm ở trên cùng luôn. Mình cắt coi thử xem sao. Wow. Không biết trứng này nó có bị ung trước khi mà mình nấu không, nhưng mà ở bên trong nó rất là mắc cười nha mẹ. Lần đầu tiên mình luộc trứng
là mình thấy trứng nó có cái dấu hiệu chồng đỏ xen chồng trắng như thế này luôn, mặt trăng lưỡi liềm ở trong này nè. Đây nè, các bạn thấy không, thành mặt trăng lưỡi liềm, chồng trắng xen chồng đỏ các thứ. Ngửi thì nó hơi thâm thẩm á, mà không biết là nó có ăn được không. Cái này thì mình đã để nó hơi bị lâu á, chắc lần sau mình sẽ giảm xuống thử hấp trong vòng 10 phút xem sao. Thì cái này trứng nó hơi chín quá, lòng đỏ chín bột ra luôn rồi, nó khô luôn rồi. Nhưng mà cái về phần chồng trắng thì nó vẫn mịn mịn. Từ xưa tới giờ mình chưa bao giờ biết cái vụ hấp trứng này luôn á. Đây là tầng trên cùng, bây giờ mình thử ba trái tầng dưới nha, để xem nó có khác biệt gì không. À nó nứt rồi, vậy là tầng dưới vậy là tầng dưới nó sẽ nóng hơn tầng trên, tại vì trái trứng ở tầng dưới nó nứt ra luôn rồi nè. Nứt hết rồi, khỏi đập luôn. Mình nghĩ đây là trái trứng thối, đúng rồi. Đúng rồi, đây là trái trứng thối đó, đúng quá. Mình sợ cái mùi trứng thối lắm. Không hiểu sao mình nhịn được tới giờ, còn hai trái nữa không biết có thúi luôn không. Thì chắc này chưa thúi đâu ha, cái mùi nó không giống cái đó. Kiểu á, trứng á, mấy bạn mua về, các bạn nên để vô tủ lạnh. Cái trứng này cái mình hồi Tết mình đi về mình quên, mình để ở bên ngoài á, nên là nó dễ bị ung. Còn để vô tủ lạnh thì để lâu không sao, còn để ở ngoài nó hay bị ung lắm. Tủ lạnh mà ngăn dưới với mấy bạn, đừng để ngăn đá nha, chết. Cái trái tầng dưới này, cái chồng đỏ nó không bị đưa lên trên cùng nè, không biết nó có nằm ở giữa hay không. Cũng không có giữa lắm đâu, nhưng mà mình thấy nó không có bị lò lên trên giống như trái nãy. Wow. Lần đầu tiên mình biết cái gì, hồi xưa phải luộc không à. Má ơi, mình cứ nghe cái mùi ung trứng mình muốn xỉu quá. Bây giờ mình ngửi trứng nào mình không có cảm giác cái mùi ung nó nằm trong mũi mình á, nên không biết trứng nào ăn được, trứng nào không. Đây, trái này đẹp hơn trái trên rồi nè, nó không có bị tè le nè, trứng nó nằm đàng hoàng. Để bữa nào mình thử giảm cái mức thời gian lại cỡ 10 phút xem nó có ra được lòng đào không. Con này thúi không ta? Còn trái này thì nó cũng hơi xấu. Cái này cũng là tầng dưới luôn nha. Cái chồng đỏ nó bị lệnh trên. Ok, thì là có một mình cái trái bị nứt lên là nó thúi. À có nghĩa là tại vì nó thúi nên nó mới nứt ra đúng không mọi người. Vậy là mình đã hoàn thành xong hấp trứng bằng cái nồi mua trên Sen Đỏ nè. Chỉ với 99.000. Có tính tiền ship nữa nha. Hình như là giá của nó cỡ 7 mấy, 8 mấy. Nhưng mà mình thấy cũng ok. Nếu mà ai mà có làm cái nghề gì mà liên quan đến việc phải luộc trứng nhiều á, thì cái này một lần mình có thể luộc tới 14 trứng. Hấp một lần 14 trứng. Và đều đã kết quả ok. Nhưng mà trừ việc nếu mà các bạn biết tiếng Hoa càng tốt, còn không biết thì phải thử vài lần để canh coi bao nhiêu phút thì là trứng nó ok nhất. Còn mình là cỡ hơn 20 phút này là trứng nó khô luôn. Cái này cũng rất là phù hợp với những bạn mà không có biết làm, mà còn nhỏ chưa có đụng chuyện bếp núc nhiều á, thì dùng cái máy này cũng ok. Này là hợp với mấy bạn ăn kiêng đó nè, ăn kiêng mà kiểu tập gym các thứ á, thì ăn được trứng với lại salad á, cũng có thể tự làm đồ ăn ở nhà bằng cái này. Mình thấy nó rất là tiện, chỉ có cái là không có phiên dịch tiếng Việt, phải tự mò quá nhiều, với lại không biết độ bền thì như thế nào. Còn mới sử dụng thì vẫn ok, đơn giản, gọn nhẹ, rẻ. Thay vì ra mua cái nồi cũng gần gần giá vậy, về phải ngồi luộc khoái mẹ luôn, còn ngồi khoái trứng nữa. Cái gì cũng bỏ vô miệng hết mà cũng không cần phải đẹp đẽ lắm, không cần phải làm nhất quyết là đồng đỏ phải nằm ở giữa các thứ. Nên là thế này ok, các bạn nam cũng có thể mua, đỡ phải vô bếp núc các thứ. Nếu mà các bạn có cảm thấy thích cái sản phẩm này, hoặc là cảm thấy cái video này có ích đối với mấy bạn, thì hãy cho mình một like và subscribe ở channel nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Sayonara.